Lúc đó sư phụ vì cứu Lăng phu nhân nên đánh lạc hướng cả Thiết Đầu. Đáng ra con không nên để cho sư phụ đi một mình mới phải chứ. Đại ca, huynh đừng tự trách mình mà. Tin là trong thâm tâm của Hoàng Bá Bá không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Lăng phu nhân. Tạo quá trớ trêu. Ta đã bói được tai kiếp này của Chu Hoàng rồi. Vào mùng 9 tháng 5 năm Nhâm Thân hai khắc Tất Hợi là lúc ông ấy đánh lạc hướng gã Thiết Đầu. Theo như mọi người nói, gã Thiết Đầu lợi hại như vậy, e rằng lần này lành ít dữ nhiều. Tí tiền bối, lâu nay người tận cơ diệu tính, xin hãy cứu cha tiểu nữ. Lăng cô nương, quyền học thuật số chỉ có thể bối quẻ tốt xấu, không thể thay đổi vận mệnh. Tại sao lại như vậy chứ? Lâu nay sư phụ có ơn sâu nghĩa nặng với con mà, bây giờ sư phụ xảy ra chuyện con lại không giúp được gì. Con quả thật có lỗi với người mà. Diêu tiên sinh, lần này Chu Hoàng là vì ta, dù có nguy hiểm cũng không chối từ. Ân oán của ta và hắn từ nay sẽ dứt bỏ. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là cha của Tương Nhi. Nếu lần này hắn gặp bất trắc thật, ta cũng mong tìm lại được thi thể để chúng tôi có thể an táng. Mong tiên sinh hãy tội nguyện. Lăng phu nhân, phu nhân có tình có nghĩa, quả không hổ danh nữ trung hào kiệt. Lực Hành, cha cần một vật tùy thân của Chu Hoàng. Con dẫn cha tới kho rượu một chuyến xem có tìm được gì không. Chúng ta phải nhân lúc đêm xuống không trăng không sao, thắp một cây đèn khổng minh theo phương vị bắt đầu. Và cây đèn khổng minh này có thể giúp chúng ta đi tìm thi thể của Chu Hoàng. Khi ấy thì chúng ta mới có thể điều tra manh mối của chuyện này được. Sư phụ và gã Thiết Đầu đánh nhau chỗ này nè. Cha, cha có phát hiện gì không? Đây là hồ lô của Chu Hoàng. Từ hồ lô này muốn tìm ra Chu Hoàng không khó một chút nào. Tại sao vậy cha? Bởi vì hồ lô này đã theo Chu Hoàng rất lâu, sẽ có cảm ứng với Chu Hoàng. Lực Hành, có chuyện gì sao? Dạ không có gì. Không có thật chứ? Phong à, huynh uống chút nước đi. Đa tạ muội. Có chống đói nổi không đây? Chống nổi. Vậy sao? Tứ Bình à? Dạ. Cho thêm than vào lò. Dạ. Ngọc Thuật. Hả? Kéo lửa đi. Lửa to lắm rồi bà giáo chủ. Bột Bột à, nếu như con mệt thì nghỉ ngơi chút đi con ha. Dạ. A Phong, môn võ quy lực vô cùng của ta, nếu mà luyện thành rồi á hả thì gặp tới vương mã lão tặc đó hả phải tránh sang một bên luôn á. Đừng có coi, ngươi phải tập trung sức mạnh hút hết khí nóng vào đan điền, có biết chưa? Hey. Trời ơi, tiếp tục luyện công đi. Không, quên sao vậy? Thất bại rồi. Hay là nghỉ chút đi rồi hẳn luyện tiếp. Trời ơi, Tử Bình đừng quấy rầy huynh ấy, làm việc huynh ấy khó luyện thành lắm. Huynh ấy đã luyện mấy canh giờ rồi, chắc là mệt lắm. Mấy mươi canh giờ thì cũng phải luyện tiếp, không luyện thành làm sao đối phó với Tư Mã Tung Hoành được. Nhưng huynh ấy đã mệt lắm Bình, rồi. Hai muội đừng có cãi nhau nữa, huynh chịu được. Vậy muội cho thêm than vào. Tử Bình à, mỗi ngày huynh đều luyện công ở đây, bên ngoài có xảy ra chuyện gì hay không? Bây giờ bọn muội đang tìm kiếm Hoàng Bá Bá. Bá Bá xảy ra chuyện gì? Ông ấy mất tích rồi. Nhưng huynh yên tâm, có chuyện gì muội sẽ báo cho huynh biết. Không được, huynh làm sao mà yên tâm được? Nếu phải nói thì dài dòng lắm. Không được, muội hãy mau kể cho huynh nghe. Hả? Chuyện này có liên quan tới Lăng Tiên. Ho, cô vừa nhắc tới Lăng Tiên Sinh hả? Lăng Tiên Sinh sao rồi? Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Thật là quá phức tạp, quá phức tạp. Không biết từ đâu xuất hiện một gã Thiết Đầu á. Thử hỏi xem có phức tạp hay là không. Nếu không phải Tư Mã Tung Hoành phái tới, thì ngoài Thiên Đạo Chính Giáo và Hiền Đức Sơn Trang, chẳng lẽ có thế lực thứ ba hay sao chứ hả? Mọi người nói xem. Dư Trương Sinh, giáo chủ cứ nói Lăng Tiên thế nào. Giáo chủ yên tâm, bà ấy chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.
À vậy cũng đỡ. Cha, cha còn quan tâm người đàn bà đó làm gì? Cha quên lần trước bà ta dẫn người tới quấy phá sao? Ê, thôi bỏ đi bỏ đi. Thiên đạo chính giáo của cha xưa nay rất rộng lượng. Thôi thứ lỗi cho bà ấy đi. Nói cho cùng cũng bên giường bà ta, mặc kệ cha, con đi ngủ. Ơi, Ngọc Thất. Dạ giáo chủ, kêu thuộc hạ đi ngủ sao? Tiểu thư đi ngủ, người đứng bên ngoài canh giữ. Thiệt tình. Đi mau lên đi, chặt chân người bây giờ. Giáo chủ qua đây. Ta có một đề nghị rất hay. Ta sẽ đưa ngài đến Lục Nghệ Cư xem Lăng phu nhân thế nào có được hay không. Ơi, cũng hay đó. Nhưng mà không được, quá mạo muội. Tại sao lại mạo muội? Do ngài nói mà, làm người quan trọng nhất là phải có lòng thành. Bộ người quanh chúng ta phải luyện công để đối phó với Tư Mã Tùng Hoành hay sao? Nè, 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 đi đi đi. Nè, ta muốn cùng đi tìm tung tích của Hoàng Bá Bá. Tử Bình, dán lá bùa này vào đèn Khổng Minh đi. Tự nhiên Phong ca, lâu quá không gặp muội. Huynh đã ốm đi nhiều. Vậy hả? Có lẽ do ta tập trung luyện công đó. Huynh qua đó giúp tí tiền bối. Tử Bình, muội đứng đây làm gì vậy? Cha kêu muội đi dán lá bùa này. Vậy sao không dán đi? Nè. Gì hả? Lâu rồi không gặp, sao không nói chuyện thêm? Trò chuyện xong rồi. Tiếp bá bá, dụng cụ đã chuẩn bị xong. Để đó đi. Dạ. Tại sao giờ này vẫn chưa thấy Lực Hành? Tí bá bá, sao lâu quá rồi mà Lực Hành chưa tới? Giờ hợi đã tới, không chừng chờ được. Phong à, châm lửa đi. Dạ. Chúng ta hãy đi theo hướng của đèn Khổng Minh. Trong sân trang có chuyện cho nên con tới trễ. Đi thôi. Tự nhiên. Lực Hành. Chú Hoàng Bá Bá, sư phụ. Cha. Chú Hoàng Bá Bá. Cha. Chú Hoàng Bá Bá, sư phụ. Cha. Chú Hoàng Bá Bá. Sư phụ. Cha. Chú Hoàng Bá Bá. Chú Hoàng Bá Bá. Sư phụ. Đi. Tại sao đèn Khổng Minh lại rớt xuống đây vậy? Xem ra chú Hoàng đã rơi xuống đáy biển rồi. Mẫu thân. Tuy rằng hắn từng có lỗi với ta, nhưng mà lần này hắn đã vì ta mà chết. Ân oán giữa ta và hắn xem như đã được kết liễu. Sư phụ, là ai đã hại người vậy? Sư phụ. Đại ca, huynh đừng đau lòng quá. Sư phụ, con nhất định báo thù cho người.
Cho dù hắn đi đến đâu cũng sẽ tìm cho bằng được hắn. Cha, sư phụ con ra đi tưởng cha không đau lòng hay sao? Lực Hành, con yên chí đi, cha nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi đi.